Trời ơi chán quá. Tại sao chưa có ai nhận ra cái khả năng thiên phú của Bao La vậy hả? Bao La là ai? Ủa bạn không biết hả? Còn có diễn viên nào vừa xinh đẹp mà diễn giỏi nữa, mà đã vậy còn có cái biệt danh rất là dễ thương, Ngoài Tươi. À, thì cũng có hơi tưng bốc mình chút xíu. Chỉ có chút xíu thôi. Tại vì tôi chưa tới thời thôi chứ bộ. Chứ thật ra thì xung quanh tôi cũng có nhiều vệ tinh theo dõi lắm đó. Ê, thấy chưa, mới sáng sớm là có người gọi phải thay với tôi rồi nè. Hello anh Phú. Làm cái gì mới sáng sớm phải tham cho em rồi. Nhớ em Phương. Yến, tôi gặp Kim đi. Kim. Có người gặp nè. Cũng gọi bà thì bà nghe, bà đưa tôi làm chi? Nhìn đi, bác sĩ Phú gọi. Không nghe. Bà nói chuyện đi. Cứ một mực đòi gặp bà nè. Không. Nhìn đi. Không là không. Nè. Chuyện gì? Cô còn ngủ đúng không? Với tư cách là bác sĩ điều trị riêng cho cô, tôi yêu cầu cô mỗi sáng phải dậy tập thể dục. Sao cô không nghe lời tôi? Hả? Bây giờ còn nằm ườn ra đó nữa. Cô kỳ cục. Tôi muốn làm gì đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Cô có biết cô càng ngoan cố thì chứng bệnh trầm cảm của cô càng lúc càng nặng không? Yến, em lôi kịp vậy, tập thể dục cho anh, nhanh lên. Em cũng bó tay. Nhiều lời. Ủa tại sao cuộc đời của tôi lại gắn với cái ông bác sĩ cụ non là vậy hả Yến? Thì ai mà biết được. Nhưng mà ê, có khi nào ông thích bà không? Cái gì? Ai? Thích tôi? Bà khùng hả? Nếu mà không thích á, sao tự nhiên lại gọi cho tôi mà đòi gặp bà, rồi quan tâm bà như vậy nữa? À, nếu như mà ông không thích bà, vậy là bà thích ổng. Bà thích ông nhà. Trời ơi. À Dương, tôi không quan tâm đến đàn ông. Tất cả đàn ông trên đời này đều háo sắc như nhau, hiểu chưa? Ừ đúng rồi. Ừ, không có thích đâu, không thích đâu. Nhưng mà mặt đã chứ kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, bà Kim thích bác sĩ Phú. Bà có muốn bị bác sĩ Phú thích bà Kim? Bà với tôi đi. Bà Kim thích bác sĩ Phú. À, im không? Kim Phú Phú Kim gì ở đây hả? Bà Kim ông Phú bà Kim. Phải cho bà một chầu bà mới im đúng không? Không. Trời ơi, bà có nói quá không? Tôi thấy nó là cái bệnh bình thường đó mà. Bình thường cái gì, tụi nó ổng thích là ổng thích, bà hiểu không? Trời ơi, bây giờ phải làm. Có cách. Đại đi, nhanh lên. Lên lên lấy. Rồi. Ai? Tôi cảm thấy là khiến nghệ thuật của tôi vẫn chưa bị ăn mòn đó. Tôi thấy nó khác xa nữa. Mà thôi kể đi. Mấy bà, thật sự ở đây hả? Đẹp. Đẹp quá. Wow. Đẹp quá. Vừa ngây thơ mà còn vừa làm lố nữa. Chỉ có thể hiện lòng biết ơn thôi chứ biết làm sao. Niềm nở. Cười. Cái bình giả cổ này đẹp quá. Đúng là kiệt tác. Ê, bà nhắm bà làm được không vậy? Cảm thấy quan ngại sâu sắc.
Yên tâm, tôi á học thiết kế thời trang. Mấy cái này á tôi làm hoài à. Tôi sẽ làm giống 99% cho hai bà coi. Sắp xong rồi. Đó, thấy chưa? Một tuyệt tác. Quá giống luôn. Tôi thấy nó khác xa lúc đầu nữa. Chắc cái dự án đợt này tôi phải dành hết tiền cát xê để trả nợ. Khoan, bà mới nói dự án gì vậy? Dự án phim điện ảnh. Dự án phim. Đừng có nói bà là diễn viên nha. Diễn viên ESO thì có. Nè, không phải là tôi ế đâu nha. Chẳng qua là tại vì tôi đang đi học, cho nên nó là tôi hạn chế nhận xô lại thôi. Chỉ có những cái dự án phim điện ảnh nào mà lớn tôi mới nhận thôi. Vậy luôn. Điện ảnh. Nói như vậy á, chắc chắn á bà phải rất nổi tiếng, cho nên bà mới được mời đóng phim điện ảnh. Cũng có thể là vậy đó. Ê, nếu như bà nổi tiếng á, đừng có quên tôi nha. Tôi sẽ thiết kế cho bà những bộ cánh thiệt là lộng lẫy. Bà sẽ giống như là Angela Jolie. Còn tôi sẽ là stylist của Angela Jolie. Bớt mơ mộng đấy bà. Trời ơi. Vậy á là sau này tôi sẽ là nhà thiết kế của nữ diễn viên nổi tiếng. Alo, anh hai hả? Hả? Sao anh biết địa chỉ ở đây? Bà làm gì mà cuốn cuồng anh vậy? Trời ơi, anh tôi nổi tiếng khó tính bà ơi. Bỏng vào đây để làm cái gì? Kiểm tra rồi về báo cáo lại cho ba mẹ của tôi biết đó. Cái gì? Bà lớn rồi mà còn bị gia đình kiểm soát gì nữa hả? Ê, bởi vậy bà ý tứ giùm tôi một chút coi. Mới nó có là quăng cái khăn ra đây làm sao? Cầm lên. Nhanh. Mau lên. Chọn gì? Còn cái gì chưa chuẩn bị nữa. Mua đồ ăn bỏ vô tủ lạnh. Trời ơi bà ơi. Mua đồ ăn bỏ tủ lạnh. Ê, sao phải mua đồ ăn bỏ tủ lạnh nữa vậy? Trời ơi, bà có biết không, anh của tôi hả, với cái tính của ông tới ông sẽ lục ngay cái tủ lạnh ra, mở tủ lạnh trống trơn là hễ nào cũng về nói ba mẹ tôi là bỏ bữa. Được. Tôi đi mua đồ ăn nha. Bye bye bà. Dẹp giùm tôi. Thiệt là khổ sở. Cái bộ số con này còn khổ hơn mình. Ê, có điện thoại. Anh Sơn. Alo, anh Sơn, em nghe nè. Em hả? Anh nhớ em quá. Qua với em liền đây. Trời ơi, hôm nay anh kêu anh nhớ mình. Rồi. Cái bệnh. Không được. Càng không được. Sao ở nhà em không mặc đồ mà sao vẫn cái khăn thôi vậy? Thì em đang tắm mà anh qua gấp quá, cho nên em chưa kịp thay đồ. Thôi vậy thôi đi, đi vô tắm đi. Quay
Anh đã làm gián đoạn cái cuộc tắm của em, cho nên là anh bắt đầu. Em thiệt là lắm chiêu. Tôi biết ngay mà, hay chơi cái chiêu này với tôi lắm. Thôi, nghĩa thôi, lỡ giỡn rồi. Mà dẫn tới đi anh. Thôi. Cái bình của anh tại sao bị bể vậy hả? Nè, đó anh nghe, ai làm bể bình của anh? Xin lỗi, tại vì tôi thấy cửa ngoài kia không khóa cho nên là hình như là nhầm nhà.